Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung đáng chú ý của tiểu mục đối thoại, hướng nghiệp, tuyển sinh và đào tạo. Chào mừng quý vị đến với tiểu mục đối thoại của chương trình Vững Bước Tương Lai. Quý vị thân mến, trong 2 năm trở lại đây, khi nhắc đến ngành răng hàm mặt thì có rất nhiều sự quan tâm dành cho ngành răng hàm mặt tại trường Đại học Văn Lang. Tiêu chuẩn 5 sao, đẳng cấp, hiện đại, đó là những từ mà Thiên Phước đã được nghe thấy. Và chắc rằng những bạn thí sinh đang quan tâm về ngành nghề này cũng muốn biết ngành răng hàm mặt của trường Đại học Văn Lang có những điều gì hấp dẫn. Vì vậy, trong chương trình đối thoại ngày hôm nay, Thiên Phước xin giới thiệu Tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quảng Phi, trưởng khoa răng hàm mặt trường Đại học Văn Lang. Xin được kính chào thầy và cảm ơn thầy đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Chào Thiên Phước và chào quý vị khán giả đang tham gia chương trình hôm nay. Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên thì muốn dành cho thầy đó là lĩnh vực nha khoa hiện nay ở Việt Nam đang phát triển như thế nào ạ? Nói tới lĩnh vực nha khoa thì người ta nói tới sự phát triển của vấn đề chăm sóc sức khỏe răng miệng. Trong đó nó không chỉ là vấn đề sức khỏe mà còn vấn đề về thẩm mỹ. Và trên thế giới, sự gắn liền của nha khoa với sự phát triển của kinh tế và sự phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay nó cũng đồng hành với sự phát triển của ngành răng hàm mặt. Hiện nay với dân số gần 100 triệu và với số lượng bác sĩ nha khoa trên toàn quốc khoảng 10.000 thì đó vẫn là con số đang thiếu so với nhu cầu thực tế. Chúng ta cần khoảng trên 10.000 bác sĩ nha khoa nữa. Và hiện nay tại Việt Nam có khoảng 16 cơ sở đào tạo và trung bình mỗi cơ sở đào tạo có thể vài chục tới 100. Và số lượng bác sĩ nha khoa hàng năm có thể khoảng 1.000. Và như vậy khoảng 10 năm nữa thì cái số lượng bác sĩ nha khoa mới đáp ứng được cái nhu cầu của hiện nay. Do đó nhu cầu bác sĩ răng hàm mặt hiện nay cũng là nhu cầu rất là lớn. Các phòng khám đang mở ra hiện nay tại các thành phố lớn thì cũng đang tăng với một tốc độ là rất là nhanh. Hai cái số phòng khám nhanh nhất là phòng nha khoa và phòng thẩm mỹ. Em có nghe nói là làm ngành này thu nhập khá lắm đúng không thầy? Đối với thu nhập thì đây là một cái điều cũng khá là tế nhị. Thế nhưng qua thực tế thì các bác sĩ nha khoa khi ra trường mức độ từ 1 năm cho tới 3 năm thì thu nhập bác sĩ nha khoa có thể từ 30 triệu cho tới 100 triệu, hơn 5 triệu một tháng. Thì nếu như so với là thu nhập ngành y tế thì đó là con số cũng khá hấp dẫn. Trường mình đã có những cái đầu tư gì cho cơ sở vật chất và chương trình giảng dạy thưa thầy? Nói tới vấn đề đào tạo thì nó không phải là chỉ là chương trình, không chỉ là cơ sở vật chất mà nó có 3 yếu tố. Yếu tố nhất là yếu tố con người, yếu tố thứ hai là chương trình đào tạo, yếu tố thứ ba là cơ sở vật chất. Và cả ba yếu tố đó nó mới góp phần tạo nên một cái chất lượng. Thì nói về cái con người, về nhân sự thì tôi có thể rất là tự hào bởi vì cơ sở Văn Lang là một cơ sở mới. Nhưng về tính về số lượng giảng viên thì tỷ lệ tiến sĩ và số lượng tiến sĩ thì chỉ đứng sau hai cơ sở lớn nhất là Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Y Hà Nội. Hiện nay thì số lượng tiến sĩ tại Đại học Văn Lang chiếm tỷ lệ khoảng 40%. Và cũng xin thông báo thêm là 80% giảng viên tại Đại học Văn Lang mà tốt nghiệp tiến sĩ là từ nước ngoài. Và bên cạnh vấn đề con người, vấn đề chương trình là một điều rất là quan trọng. Thì tại Đại học Văn Lang chúng tôi sử dụng cái chương trình là tham khảo từ Đại học Sydney của Úc. Thì Đại học Sydney của Úc là nằm trong top 50 trên thế giới. Đó là một trường thẳng rất là cao. Và chúng tôi có toàn bộ chương trình của trường Đại học Sydney của Úc. Và chúng tôi cũng sử dụng chương trình đó rất nhiều trong đào tạo. Bên cạnh lực lượng con người, bên cạnh vấn đề chương trình thì cơ sở vật chất thì có thể nói là cơ sở Văn Lang đầu tư đúng tầm khu vực. Tất cả những thiết bị của Văn Lang là từ Đức. Thầy có thể kể một vài cho các bạn được biết thêm không thầy? Tôi lấy ví dụ bây giờ như hệ thống simulation. Simulation tức là hệ thống mô phỏng cho sinh viên. Trước khi ra bệnh nhân thì sinh viên thực tập mô phỏng. Và mô phỏng như thế nào cho nó thuần thục để đảm bảo tránh sai sót trên con người. Thì trong hệ thống mà mô phỏng đấy thì tôi lấy ví dụ hệ thống bên, tức là có nhiều thiết bị mô phỏng trên một cái dàn ghế. Hệ thống twin tức là hai cái thiết bị mô phỏng cùng với nhau. Hệ thống là standalone là hệ thống chỉ có một loại. Đấy thì đó là loại cao cấp nhất thì Văn Lang trang bị hệ thống đấy. Đấy hoặc là thứ hai là các thiết bị mà nha khoa kỹ thuật số. Thì nha khoa kỹ thuật số thì hiện nay Văn Lang sử dụng hệ thống là hiện đại nhất, mới nhất. Ở đây những cái công nghệ cũ đã được thay thế. Tôi lấy ví dụ lấy dấu bằng một vật liệu lấy dấu. Thì bây giờ tại Văn Lang thì lấy bằng kỹ thuật số, tức là kỹ thuật quét. Và như vậy không sử dụng chất lấy dấu nữa. Và với kỹ thuật quét đó thì vấn đề trao đổi với nhau giữa phòng khám, giữa khu điều trị với giữa lab nó rất là trở nên dễ dàng, kể cả lab nước ngoài. Các bạn thí sinh không biết là các bạn có cơ hội để mà đến trường của mình để mà một sở thầy không thưa thầy? Vừa rồi Văn Lang cũng tổ chức một cái chương trình cho các
em học sinh lớp 12 tới tận đó, tức là được thực tập những cái môn học của sinh viên như thế nào. Năm thứ nhất, các em được thực hành phẫu thuật, thực hành giải phẫu răng, thực hành quét, thực hành tất cả mọi cái giống như một sinh viên. Các bạn thứ nhất là ngạc nhiên, không nghĩ rằng tại Việt Nam mình có những cơ sở như vậy. Và thứ hai là rất là thích thú. Và cảm giác thích thú đó đối với sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai, ai tham khảo các fanpage của khoa, của trường thì đều cảm nhận được điều đó. Và đặc biệt chương trình Văn Lang là các em được tiếp cận ngay chuyên ngành ngay từ năm thứ nhất. Khác với các trường đại học khác, tới năm thứ ba các em mới tiếp cận cái ngành giáo khoa. Theo những gì mà thầy chia sẻ thì hiện tại là nhu cầu lao động cũng đang khá là cao đối với ngành này. Đúng rồi. Vậy thì các bạn khi mà tốt nghiệp ra trường có thể an tâm phần nào. Nhưng mà không biết là trường mình có những cái liên kết gì để mà tạo thêm điều kiện để các bạn sớm có việc làm không thưa thầy? Là hiện nay tại Đại học Văn Lang thì được sự tin tưởng của tất cả các bác sĩ trong ngành giáo khoa. Và cho tới bây giờ năm thứ nhất, năm thứ hai, trên 40% sinh viên có phụ huynh là bác sĩ nha khoa. Như vậy thì câu chuyện đảm bảo việc làm của 40% đó là câu chuyện khá là đơn giản. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng có ký liên kết với tất cả cơ sở, các đơn vị mà sử dụng người lao động. Ví dụ bệnh viện ra hàm mặt, và chẳng hạn các nha khoa lớn, người ta cũng ký hợp đồng. Và rất nhiều nha khoa nổi tiếng và trao đổi với tôi thì bảo rằng là Văn Lang ra thì người ta sẽ nhận ngay. Tôi nghĩ rằng các em sinh viên ra sẽ có ngay việc làm. Cái chuyện chuyên môn thì hồi nãy giờ mình thấy cũng khá là bài bản và chuẩn bị chu đáo. Không biết là khi mà các bạn vào trường, các bạn có được học thêm kỹ năng mềm không thưa thầy? À, đây cũng rất điều đặc biệt của Văn Lang. Và thực sự điều này là tôi cũng trải nghiệm từ bản thân cho tới những chương trình nước ngoài tôi học. Thì Văn Lang là cơ sở đào tạo ra mặt, Văn Lang là cái nơi có một cái học phần gọi là quản trị nha khoa là cái thứ nhất. Cái thứ hai, học phần kỹ năng mềm trong nha khoa. Cái thứ ba là tư duy phản biện và giao tiếp trong nha khoa. Thì đó những học phần mà các nơi khác chưa được đào tạo. Đấy, thì như vậy thì quan điểm của chúng tôi là đào tạo ra một bác sĩ phải là toàn diện, không chỉ là chuyên môn, một khả năng tư duy phản biện đó, khả năng giao tiếp, khả năng quản trị, những kỹ năng quản trị, những kỹ năng mềm. Không chỉ cái đó, chúng tôi còn đào tạo về mặt thái độ. Chúng tôi lấy sinh viên làm trung tâm và sinh viên lấy bệnh nhân làm trung tâm. Chăm sóc bệnh nhân trên cơ sở lấy bệnh nhân làm trung tâm. Và cái đó là cái chúng tôi muốn chuyển tải tới sinh viên, là đào tạo cả ba, một về kiến thức, kỹ năng và về thái độ. Năm nay thì trường mình chỉ tiêu là bao nhiêu thưa thầy ha? Năm vừa rồi thì trường tuyển vào là 106 sinh viên. Và năm nay tôi nghĩ chắc cũng số lượng tương tự, khoảng 100 sinh viên. Với thầy thì những cái bạn học sinh như thế nào, có tố chất như thế nào hay là điều kiện như thế nào thì phù hợp để trở thành sinh viên của trường ạ? Để trở thành sinh viên của trường thì đó là cái tiêu chuẩn chung đối với ngành sức khỏe. Học lực phải đạt loại giỏi. Và Bộ Giáo dục Đào tạo quy định điểm sàn. Thế nhưng trong cái năm vừa qua thì cái tiêu chuẩn của Văn Lang cao hơn những trường tư khác. Ví dụ như các trường tư khác lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn thì tại Văn Lang là trên đó 2 điểm. Như vậy thì rõ ràng về mặt mà tiêu chuẩn thì có lẽ cũng sẽ hơi cao. Thứ hai là nói về những cái yêu cầu thì không chỉ là về vấn đề học vấn, đạt được loại giỏi là một chuyện. Nhưng mà ngành nha khoa thì ngành tiếp xúc với con người, do đó đòi hỏi những cái kỹ năng về giao tiếp, đòi hỏi những cái yêu thích về nó. Với những bạn mà có cái điều kiện về kinh tế chưa tốt nhưng mà mình vẫn có nguyện vọng là mình học ngành này của trường, thì trường có những cái chương trình hoặc là những cái chính sách hỗ trợ cho các bạn không thưa thầy? Ở nhà trường luôn luôn có chính sách hỗ trợ đối với sinh viên, đặc biệt sinh viên giỏi. Tức là hàng năm nhà trường sẽ có những chính sách là học bổng toàn phần trong 6 năm học. Đấy, học bổng toàn phần trong 1 năm, học bổng toàn phần cho học kỳ. Thì bên cạnh cái học bổng của nhà trường thì chúng tôi cũng vận động các nhà tài trợ. Ở năm thứ nhất, năm thứ hai là chúng tôi vận động được hàng chục nhà tài trợ. Và như vậy thì ngoài những sinh viên mà đạt học bổng nhà trường, những sinh viên khác có thứ hạng thì chúng tôi có thể là vận động các nhà tài trợ, có thể cả hàng chục học bổng hoặc là 20 học bổng cho các em sinh viên. Dạ vâng, em cảm ơn thầy rất là nhiều vì đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn, thưa quý vị.